Sáng nay ngày mùng 2 tháng 3 năm 2019, trường Trung học cơ sở Trần Bích San phối hợp với khoa Tự nhiên Cao đẳng Sư phạm Nam Định long trọng tổ chức dạy học định hướng STEM theo môn học ở một số lớp của trường đã thu hút được học sinh tham gia đông đảo. Xuất phát từ chương trình hiện hành, chúng tôi lựa chọn những đơn vị kiến thức và thiết kế thành các chủ đề STEM. Ở mỗi bài học định hướng STEM, học sinh sẽ được trải qua 3 bước: xác định vấn đề, nghiên cứu kiến thức nền để từ đó đi đến giải quyết vấn đề. Quá trình giải quyết vấn đề trong dạy học định hướng STEM chính là quá trình giúp các em vận dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để từ đó giải quyết một vấn đề nào đó trong thực tế cuộc sống hoặc làm ra một sản phẩm. Là một cái hoạt động chuyên môn rất là thiết thực với giáo viên, học sinh, nhà trường. Thứ nhất là nhà trường vừa triển khai được cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, vừa tạo ra cho giáo viên, học sinh một cái tinh thần rất là vui vẻ, hăng hái, trí tuệ và thú vị. Và tất cả những cái sản phẩm STEM qua các tiết học được hoàn thành ở cái mức độ như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất đáng trân trọng, bởi vì đây là các cái sản phẩm được làm ra chính từ bàn tay và khối óc của các học sinh nhà trường. Đến với chương trình ngày hôm nay, các bạn học sinh sẽ được tham gia những trải nghiệm thí nghiệm hóa học vật lý thú vị như hệ thống tưới nước thông minh, trồng rau thủy canh hay vận dụng kiến thức về trao đổi chất và năng lượng trong môn sinh học 8 để tự tay chế biến món ăn. Bên cạnh đó, học sinh còn được trải nghiệm các nghề nghiệp khác nhau như làm đầu bếp, tập làm phóng viên, tập làm quản lý, những bất ngờ lý thú cùng những khám phá mới lạ từ khoa học qua mỗi thử thách sẽ đem đến sự thú vị, hào hứng cho người học và giúp mỗi chúng ta cảm nhận được sự kỳ diệu của khoa học. Một trong những hoạt động trọng tâm của giáo dục hiện nay là luôn luôn đổi mới cách dạy, cách học cũng như chú trọng phát triển về tư duy và nhân cách của học sinh với phương châm học qua thực hành. Và vì thế, chương trình dạy học định hướng STEM ngày hôm nay được tổ chức với mong muốn truyền cảm hứng học tập để giúp học sinh thấy được tầm quan trọng của kiến thức đối với sự phát triển của xã hội trong tương lai. Chẳng dừng tìm lối.